9 trận thi đấu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Sắp xếp quýt. Ồ, sắp xếp đẹp. Đẹp bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy cả 4 người chúng ta đều có thế dựa được. Thế này là đẹp rồi. Hy vọng đồ ăn là đủ. Rừng rú là ok. Thực ra cái kèo này cũng là kèo mà thiên về bài rất là nhiều. Kèo đấu sen với AC. Thiên về bài nhiều nhá. Thiên về cái thế. Không, thực ra là mình nghĩ là 98 vào kèo này. 98 vào kèo này thì hơi bơi em ạ. 98 vào kèo này thì hơi bơi. 98 vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm. Mặc dù gần đây thì cũng đã vô địch rất là nhiều giải khi mà cặp cùng với chim rẻ rồi. Nhưng mà đối đầu với 98 thì cũng chỉ là cam thủ, không phải là thuần cung. Mà đánh cái kèo này thì cần cái kinh nghiệm mà chính anh em ạ. Chỉ là quyết đánh kèo này ngày hôm nay tôi thấy cũng khá ổn. Ngoại trừ mấy cái trận quyết đánh ở nhà thôi. Còn trận nào quyết đánh không có nhà tôi thấy ổn ngay. Nhưng mà có nhà thấy không ổn lắm. Và trận này thì phải chăng là sẽ dâng. À, đúng rồi, anh nghĩ phải đi dâng đi. Đánh ở nhà làm cai gì. Đi dâng thì thi đấu đi bắn họ cho sướng đúng không? Có hiêu về và có voi. Một cánh rừng. Thêm một con hiêu nữa. Như vậy là hiêu sẽ là hiêu 5. Quả là quả 6. Bài nhìn có vẻ không có rừng đấy. Cơ hội để quýt rừng à, hợp lý. Và trước khi đến với những tình huống giao tranh ở trận đấu này thì mời các bạn nghe quảng cáo trong 1 phút. Đi về nhà cùng Rapido. Nồi chiên không dầu Rapido 6.5 Deluxe. Siêu sốc 55%. Miễn phí vận chuyển toàn quốc. Duy nhất 3 ngày 18, 19, 20 tháng 1. Mua ngay tại igomore.vn. Ngày 5 tháng 1, Eagle Play chính thức update phiên bản 3.1.0 với những tính năng cập nhật vô cùng hấp dẫn như hệ thống thành tựu, ngôi đền huyền thoại, giao diện tối ưu, thân thiện, dễ sử dụng. Eagle Play Ranking Season 2. Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại eagleplay.vn hoặc đế chế.vn. No 1 vào thay hơn cam quýt. Chắc như anh em đang nhầm ấy, chúng ta đang xem kèo đế chế chứ không phải xem diễn viên múa ba lê đâu mà lại có No 1 ở đây. Anh em hơi nhầm lẫn một chút. Đây là kèo đế chế anh em ơi. Có chúng ta đến với bài Hồng Anh, chết một dân. Rừng dừa. Có quả phụ. Đồ ăn cũng được. Bài hơi xấu thôi, một thôi em ơi. Một thôi. Nhưng mà như vẫn chưa đủ đồ đâu ấy. Vẫn thiếu một đồ nữa thì phải. Ngày hôm nay không biết Hồng Anh ăn cái gì mà cảm giác đen đen thế nhỉ. Trong bài Hồng Anh thì đến giờ chưa có cái bài nào cảm giác nó ổn thỏa để Hồng Anh có thể đấy kiểu cống hiến hoặc là kiểu hệ chủ lực chắc nhà cả. Có mỗi bài cái trận thứ mấy nằm ở 9 giờ, mỗi bài đấy là được. Còn các bài khác thì đều xấu. Ok, và xin được gửi lời cảm ơn tới anh vãi cả trưởng. Tôi đến cạn lời với anh. Vâng, anh cái gì nhỉ, MC Connor, tên của anh ấy rất là tiếng Anh nhưng mà anh ấy lại comment tiếng Việt. Chúc sẻ bài đẹp. Vâng, ok, cảm ơn anh. Cảm ơn anh gửi tặng chim sẻ 2500 sao. Bài ngoài trận này xấu rồi và chúng ta sẽ đến mảnh máy của người khác đi. Đây là mảnh máy của Quickcam. Vâng, như vậy đúng như những gì tôi dự đoán thì Quickcam đi dâng, hợp lý. Bài này cũng xấu xấu rồi, bài này chắc nhà, ui, trống lắm. Căn gác trống, đi dâng là hợp lý. Bi bài cũng đủ đồ nhưng mà đồ ăn ở hơi xa. Quyết định là ăn quả chứ không phải là ăn hiêu. 26 dân cộng 1, bài cũng tạm được. Đây rồi, chủ lực của chúng ta, chim sẻ. Bài đang siêu đẹp ở chỗ này. Còn ở nhà chính thì nó cũng bình thường thôi. Có vẻ hơi thiếu thịt một chút. Vào trong này có thể ôm được khoảng 3 kích ruộng nhé. Anh em mà không đất vẽ ruộng có thể vào trong này. Vẽ 3 kích khi vẫn còn dư. Ok, và chúng ta cùng quay trở lại với ai nhỉ? Quay trở lại với Quýt đi, người đi dừng à. Ai à? Đấy, nó phải thế chứ, kích đời rồi. Một trận đấu kích chín dành cho game thủ Quýt Cam. Đang tỏa dân để đi tìm rừng. Không có rừng thì ăn quả tạm thì cũng được.
A ở dưới dốc dành quýt can. Vâng, xây A kiểu này mà đoạn ốp A thì thì có vẻ là hơi khó thở dành cho quýt đấy. 5A chăng? Năm A được đấy, tôi ấy lực đang khá khỏe mặc dù đang chỉ là 2S. Bánh xe. Rồi, 4A rồi, chắc là 5A, à không. Phong cách ông này thì không phải là phong cách 5A anh em ạ. Không phải là phong cách 5A, à đây rồi, trận này 5A, đây. Trận này dâng A phải 5A. Cái gì đây? Một pha kích trượt chuột không sao, mất chạm gỗ không vấn đề gì, lực ra khỏe. Rồi, một mình quýt lên đời. Ờ, bên kia thì có màu 6, màu 8 lên đời xong. Và cả bác đội bạn lên đời khá sớm. Kim đang xây A. Hồng Anh. Hồng Anh thì anh kiểu gì đây? Hồng Anh anh có nhà đấy. Quýt dâng em mà. À không, như vậy là quýt dâng như Hồng Anh. Nhưng Hồng Anh cũng sẽ đánh theo kiểu mà châu quân. Cũng sẽ châu quân nha. Cũng sẽ 5A dành cho Hồng Anh. Bởi vì thế nhà thì cũng toàn rừng dừa thôi, đánh phát triển về sau thì nó cũng sẽ là hơi khó. Quay trở lại với Quýt. Lên. Vâng, cùng R bắt đầu di chuyển. Cánh bên này là 2 nhà 5A đấy. Tổng là 10A. Đầu cánh sẽ là ai? Đây rồi. Vâng, khoanh ruộng của màu 8 sẽ lỏng vấy. Không, dí sát vào luôn. Thính thế. Vậy quá. Quá tệ dành cho Quýt cả. Chưa được. Lao thẳng ruộng chính không? Hồng Anh đang đi lên ở mặt nhà bia. Tiếp tục là khoanh ruộng nữa của game thủ Xe Long đang bị bắn ở hai mặt trận. Hồng Anh ở mặt trận bên này thì đang bắn vào vị trí nhà bia. Còn game thủ Quýt Cam đang khuấy đảo ở phía bên trong. Vâng, cũng lên nhà bia. Hai game thủ đang muốn giải quyết nhanh gọn game thủ Xe Long ở trong tình huống này. Vâng, đội bạn lại đổi vị trí. Tôi đến cạn lời mất anh em cảm thấy tôi sửa lại nhá. Tiểu Tỷ Ngư này, Sen Long này, màu 6 Tiểu Hòa Ca, màu 7 Độ Ok, và như vậy là chúng ta đang ốp được nhà bia của game thủ Sen Long. Nhưng bên cạnh đó thì game thủ dường như có một game thủ hình như là màu sáu Tiểu Ca đang đưa quân ra để đỡ. Như vậy cái bên này thì là AC đầu cánh và Sen ở trong cánh. Có ai vào trong ăn dân không? Chưa ai vào trong để ăn dân đâu. Vâng, ai ít quân thì vào trong ăn dân thì cũng được. Vâng, Hồng Anh cùng với cả Quýt Cam kết hợp cánh bên này đang là rất tốt. Còn cánh bên kia Sẻ Bi thì sao? Vâng, đây là Sẻ đang công thẳng vào nhà game thủ cầm màu nam, người ở đầu cánh của game thủ Bi. Đây là màn hình máy của Bi. Như vậy là Bi đang bị đẩy bởi game thủ Đỗ Thánh. Ồ, đấu quần như này liệu rằng có hợp lý hay không khi mà quần Đỗ Thánh chỉ dốc xé. Vậy đi. Vậy không? Vâng, vậy. Nhưng mà số lượng quần thì không phải là nhiều lắm. Giật nha. Màu năm lại đẩy sang nhà của BB. Vâng, chỉ cần BB giữ được con dốc thì tôi nghĩ là khả năng cao được nhà của BB sẽ là... Vâng, lọt vào tơn vào nhà màu 7 Đỗ Thánh. Nhưng tơn này sẽ chỉ khiến Đỗ Thánh mất tay thôi. Bởi vì đây chỉ là 3 nhà bây giờ. Bài đấu mà bạn thấy rằng Tiểu Ngư đang dâng nhà BA của mình lên rất cao, sẽ tăng nhà BA thứ 5. Vẫn đang còn hai cung R phía bên trong nhà của Đỗ Thánh để có thể quấy rối. Quay trở lại cánh bên kia. Như vậy Hồng Anh báo về là sẽ bay nhà, cũng hợp lý thôi. Bởi vì đây là một cái bài đấu mà Hồng Anh không có nhà. Gần như cánh bên này là hai người dâng A luôn. Vâng, pha ốp quân vũ bão, sự kết hợp giữa Hồng Anh và game thủ Quýt Cam. Vâng, hai người đánh kiểu không có nhà để đổi lấy hai người của đối phương. Vâng, quân đang là rất nhiều dành cho Tiểu Hoa Ca. Unun đẩy tới nhà của Tiểu Hoa Ca, liệu rằng Tiểu Hoa Ca có đỡ được không? Đây chỉ là cung loa sen và vẫn chỉ là 5 nhà BA dành cho Tiểu Hoa Ca mà thôi. Quýt Cam tham lại là 38 và đến thời điểm này anh ta bắt đầu mới bị chặn bởi game thủ Sen Long. Sen Long ăn hoang phía bên tay phải. Vậy, rất tốt dành cho Quýt Cam, rất nhiều gỗ, 1.000 gỗ dành cho Quýt. Đâu được ai lấy gỗ không? Nhưng mà phải sau tuần này nha, đang không có tay vậy.
Không được kìa. Bên tay phải có ngay một quả đấy. Có ngay một quả của 18 nhá. Tiếp tục va ve thành công. Bằng tuần trước thì là không được, nhưng tuần này thì đang có vẻ là vẻ rất hay đến từ Quyết Cảm. Chỗ đấy có một quả. Gặp trên đường gặp gì kìa. Và như vậy là cung R của game thủ Tiểu Hoàng Ca. Như vậy là tham cần sẻ đang to đến bản đồ nhá. Sẻ đang siêu to trận này đấy. Sẻ bị một tơn tạt đến từ game thủ cầm 15. Nếu mà ai cần thì có thể vào nhà của sẻ để vẽ ruộng thì cũng được. Hồng Anh về nhà sẻ hồi không? Đất rộng lắm này. Vào thích vẽ bao ruộng thì vẽ thôi. Đây là quýt 835. Quả lại 8 nhá. 8 đang hồi đấy nhá. 8 ra được một quả rất to. Và 18 sẽ nở lại dần và hồi lại rất nhanh. Quýt đang muốn có một tơn tạt sang cánh bên kia. Đây là mảnh máy của game thủ BB. Như vậy là B time chỉ là 42 thôi. Dường như là không thở được với những pha công của Đồ Thánh. Đồ Thánh là một trong con hàng cực kỳ khó chịu ở trong cái kèo đấu này. Đi cần phải hồi lại thật nhanh. Tham Lai đang cần đội bạn người to nhất, đó là M7. M7 là người to nhất. M7 đang sang bên này để công cả vào nhà của Sẻ và cả vào nhà của B. Quay trở lại với tơn tạt của Quýt Cam. Quýt Cam tạt được vào nhà M7 không? Như vậy là chưa tạt vào nhà M7. Đang tạt vào nhà M5, nhà của Tiểu Thủy Ngư. Tiểu Thủy Ngư là bò đi dâng à. Cái bên này chính là thắng đấy. Và tôi thấy cánh của Cam Quýt với cả Hồng Anh là thắng đấy. Có thể gọi là thắng đấy. Vâng, đây là Hồng Anh. Hồng Anh tham 38, quản lại game thủ Sen Long một tơn. Như vậy là Sen Long sẽ không thể hồi được. Nhưng màu 6 đang có rất nhiều cung nha. Màu 6 đang có cung ở giữa nhà của Hồng Anh và giữa nhà của Quýt Cảm. Tôi vẫn đang chỉ xem cánh bên này. Một trận đấu mà cánh bên này đánh rất phiêu nhưng lại đầy hiệu quả. Tham Quýt Cảm là 24. Và thời điểm này thì dường như anh ta hết dần rồi, anh ta chỉ còn quân thôi. Ta chuyển sang cánh của Chim Sẻ và BB. Chim Sẻ cần phải đào một chút vàng để có được công nghệ bản đồ. Sẽ cần phải có một chút vàng cho Sẻ nâng cấp công nghệ bản đồ. Tham 96, Sẻ sóc dân một tơn. Và có đào vàng luôn không? Như vậy là gom dân để đào vàng luôn. BC đã có rồi. Đào vàng một chút đến công nghệ đầu máu. Đây là cung đò của game thủ Đổ Thánh. Các bạn thấy Đổ Thánh rất chịu khó đi cùng. Mặc dù là không nhiều nhá. Đây chỉ là một tơn cung có tầm 5 con cung đến từ game thủ Đổ Thánh thôi. Nhưng anh ta vẫn đang rất tập trung để đi. Màu 6 muốn móc Sẻ nhưng không móc được. Sẻ đang đứng quần gần như là trần lực ở nhà của mình. Đang chịu đường nâng cấp bản đồ. Như vậy thông tin báo về đã bị bỏ nhà. Như vậy chúng ta còn một màu 7 và màu 5 công. Chúng ta như vẫn chưa lấy được tham. Hình như là vẫn chưa lấy được tham của Tiểu Thủy Ngư thì phải. Tôi cảm thấy Tiểu Ngư vẫn đang có rất nhiều quân. Bi không ra được quân rồi. Bi bỏ nhà tôi nghĩ là chuyện sớm muộn. Sớm muộn bỏ nhà. Nhưng Sẻ vẫn đang là rất to. Sẻ cần phải có bản đồ thì mới lấy được cho Bi. Bởi vì quân đội bạn đang ở trên dốc. Sẻ phải cẩn thận nhá. Trên dốc đấy. Sẻ muốn trèo dốc tơn này. Liệu rằng có trèo được không? Trèo tơn này có vẻ là hơi khoai. Nhưng với chất cung nhỉnh hơn của mình thì Sẻ vẫn đang muốn đấu. Vâng, thêm một tân quân nữa của Sẻ đang được đẩy lên. Giả vào đấu để vào một tơn đằng sau bắt. Và Ngư cũng rất tập trung. Đổ Thánh để chạy vào đường kia thì không có đường ra rồi. Đi chạy dân quanh ruộng kìa. Vâng, Sẻ đang ra được thêm rất nhiều ruộng. Một cái nền đất quá đẹp để có thể vẽ tầm 2-3 kích ruộng ở trong trận đấu này. Quay trở lại cái bên kia. Cái bên kia vẫn là cái kèo đấu giữa game thủ vâng Hồng Anh Quýt Cam đối đầu với game thủ Sen Long và game thủ Tiểu Hòa Ca. Một kèo đấu về quản map. Vâng, không tạt sẽ được bên kia mà bên kia thì cũng không tạt được. Và Hồng Anh ăn được thêm một tơn dân nữa của game thủ cầm màu 6. Màu 6 đang cố gắng hồi. Màu 6 chắc là tôi nghĩ là không hồi khỏe đâu bởi vì là quản nhiều thế này. Nhưng mà Quýt phải hồi đi. Ai thừa thì cho Quýt xin tí. Cho xin tí thì từ hồi đâu, hồi một dân đến bao giờ. Đây rồi, đây dân 18 đây rồi. Và ông này lên tận nhà của mình để hồi. Vị thật. Quay trại với Sẻ nào. Sẻ xin thực, tầm này thì có ai có thực để cho. Vâng, Sẻ đang cố gắng đỡ nhà cho Bi. Đỡ nhà cho Bi để làm gì ạ? Vâng, đỡ nhà cho Bi cũng chính là đỡ nhà cho chính mình. Bởi vì sau khi mà để Bi mất nhà thì bạn sẽ công vào nhà của Sẻ. Hợp lý. Kích 4 ở thời điểm phút thứ 30 với 77 dân. Trong đó thì game thủ cầm 17 đang có 60 dân. Và anh ta là người được cầm Sẻ. Không biết là đã đào bao nhiêu vàng rồi. Sẻ soi tham quá nhanh nên tôi chỉ kịp nhìn có một vài chỉ số của đối phương mà thôi. Nhưng tầm này AC mà nhiều dân. Ơ, Bi chết dân kìa Bi. Hơi đào. Cho 100 vàng cho game thủ BB. Để Bi có thể cấp bản đồ và hồi nó dễ hơn. Gần nhà của Sẻ cũng đang có rất nhiều vị trí để cho anh em hồi nhá.
Quanh nhà của sẻ cũng có rất nhiều rừng và sẻ đang bảo kê được nhiều rừng này. Anh em muốn vào đây hồi thì cũng được. Ăn rừng bên ngoài và sau đó làm một tuần vẽ ruộng ở bên trong thì cũng là hợp lý. Đội bạn đang dồn quân. Tờ này là một tuần to, tham của sẻ thì không phải là bé. Tham sẻ là gần lít tư rồi. Nhưng mà chưa chắc đỡ được tờ này nha. Tối đội bạn đang rất đông và hung hãn. Đây là quân của M7. Anh ta đang gần như lật tràn. Vâng, 6 tràn bờ đê. Chúng ta cùng xem chim sẻ đỡ ra sao. 4 kích quân đến từ game thủ chim sẻ. Tất nhiên không phải là kích phồn. Sẻ đã có 4 kích quân và bắt đầu hợp lại với nhau. Quân đội bạn đang là rất đông. Vâng, thêm cả mẫu 6. Yeah. Có đỡ được tơ này không? Tôi vẫn chưa biết. Lên đời 4 xong dành cho game thủ chim sẻ. Quãng nở thêm một tương quả nữa sau support. Vâng, mới chỉ là 6 nhà bia. Thông tin bảo vệ mẫu 5 đã bay đến được quy cảm. Quy cảm đang một tơ lấy nhà tốt nhưng cần phải quấy mẫu 7. Tôi cần quấy mẫu 7. Vâng, BB tham 31 chưa thể hồi được khi mà chiến sự xảy ra như thế này. Tham 36, Hồng Anh bảo vệ quả được mẫu 6. Như vậy là sẻ đỡ được nhà. Cửa thắng sáng rồi. Nhưng vấn đề là có đỡ được nhà hay không? Có đỡ được nhà hay không? Hot bắt đầu được nở ra. Tầm này thì dân quân khởi nghĩa Hot sẽ là cực kỳ khác biệt so với những con cung rồi. Vâng, dân đảo chúng ta thì điều được nhá, còn đội bạn thì sẽ điều hơi khó khi mà chúng ta chuẩn bị có bắn chặn rồi. Tham của chim sẻ đang tụt cực kỳ mạnh xuống còn 83. Vâng, tụt còn nhanh hơn cả tụt quần, nhưng số lượng quân đội bạn đang mỏng dần theo thời gian và khả năng cao sẻ sẽ đỡ được nhà sau tuần này. Tham lai, tôi cần một chút tham lai đến từ Hồng Anh. Tham lai nào, vẫn 80 dân đến chim sẻ. Tham gia bề đè khoảng tầm 64. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta có người đời 4 và ruộng nương của chim sẻ thì vẫn đang còn nguyên. Đó là cái điều quan trọng. Chim sẻ sẽ nở lại cực nhanh. Chặt gỗ 3 đã được nâng cấp. Bây giờ thì sẽ là công nghệ đào vàng 2. Mặt phía trên vẫn đang bị quấy một chút xíu bởi game thủ cầm màu 6. Và các bạn thấy rằng mặc dù đời 4 rồi nhưng đội bạn vẫn đang quấy rất nhiệt tình. Sẻ liệu rằng có ốp luôn và ngay không? Đội bạn đang quáng câu giờ để khiến cho vâng game thủ cầm màu 7 đồ thánh lên đời 4. Và tôi nghĩ thường lên đầy luôn, bởi vì chúng ta gần như là cũng không mất cái gì. Chúng ta mất dân gỗ và chúng ta mất dân vàng, nhưng dân ruộng chúng ta vẫn còn nguyên. Màu 7 đã lên 4 sọc và sẻ cần phải lên giáp dần đi là vừa. Mặt phía dưới vẫn đang bị đục bởi một cung gò cực kỳ khó chịu. Quýt cam tham 19. Quýt cam tôi nghĩ nên tập trung một hồi một chút, chứ cứ đánh tham này thì là không ổn. Bi đang cuống hồi lên tham 37. Chim sẻ 115. Hồng Anh cũng đã hồi ở trong này rồi. Đã bảo vào trong này hồi rồi mà. Vào ngày hồi lên tham rất nhanh và ổn định. Tham 54. Và chúng ta sẽ đến với pha đẩy quần của game thủ chim sẻ. Trước khi qua nhà của... trước khi đến nhà của màu 7, chúng ta sẽ phải đến nhà của màu 5 trước. Hot đã tới. Hot có dốc. Và đội bạn đang xây BL như vậy đấy. Đạp đôi. Thơm. Đạp đôi là thơm nhá. Đạp đôi là thơm. Đây sẽ là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ có lợi thế. Chim sẻ bắt đầu dí vào bên trong. Cung đò đang quáng chống cự. Nhưng làm sao mà đỡ được hot của AC ra. Bắt đầu bắn. Chim sẻ đang tách những con hot của mình ra. Hot bắn vào cung đò thì là rất đau. Đây chỉ là cung đò sen thôi. Một loại cung đò mà tôi đánh giá là không quá cao. Tham chim sẻ nở lên 136. Thêm một cái nhà chủ nữa để vẽ rụng. Ôi, ơi, dân kia. Ui, giời ơi, đi đâu đây? Vâng, chạy dân rất khéo. Vâng, trong này có cả game thủ cầm 18 nữa. Vâng, đổ thánh vẫn chưa biết. Giáp 4 sẻ ơi. Đội bạn chuẩn bị có đạp đôi rồi. Ui, rồi ôi. Dân kia anh em ơi. Vâng, chết 3 tỷ dân dành cho đội bạn. Vậy ê. Ui, trời ơi, dân. Vâng, mặc dù là hot có bắn chặn rồi, nhưng bắn hết chỗ dân này thì nó cũng tốn khá tên đấy. Không phải là đơn giản đâu. Như vậy là bạn có đạp đôi và chúng ta không ốp nữa. Chúng ta đã chuyển sang móc. Vâng, móc võ lực dành cho chim sẻ. Nhà của game thủ đổ thánh tầm này thì móc cực kỳ dễ luôn. Tiếp tục là khoảng 30 con ông dân nữa dành cho game thủ cầm sẻ. Và sau tuần này thì là rằng bạn có quýt không? Tôi khẳng định các bạn sau tuần này tham lai gây luôn. Vâng, trước đó chúng ta bị đè khoảng tầm 64. Nhưng bây giờ thì chúng ta quay trở lại đè vâng 73 so với cả đội bạn. Vâng, tôi gọi là 73. Không biết là hết tơn dân này thì đổ thánh còn dân hay không đây. Còn dân không? Vâng, dân của sẻ đứng chơi là quá nhiều. Vâng, đổ thánh không thể chạy được bởi vì đây là hot mà thực ra tôi thấy anh ta cũng chả chạy. Vâng, như vậy Hồng Anh đang bảo đánh chậm thôi để lên bố đánh nhau với. Quýt cam 26. Vâng, hai game thủ cầm sen. Ờ không, như vậy là Bi cũng đã hồi rất nhanh rồi. Bi đã 7x rồi. Quay đi quay lại đã 7x. Hồng Anh bao nhiêu? Hồng Anh cũng đã 70. Em kích 4 em phải nâng anh bản đồ được em. Làm cái bản đồ đi cho nó sáng sủa con người. Và quay trại với chim sẻ nào.
Tầm này sẽ là tầm này có đi đẩy quân mà anh không ở nhà anh cá hồi đi mày còn đi đẩy à? Tầm này anh đẩy ai đây? Vâng, với cái số lượng đạp đôi nó quá nhỏ bé như thế này thì làm sao anh có thể một Asian đang to khỏe đẹp trai như chim sẻ vẫn đang bị bắn bởi tiểu thì ngược. Vâng, không cho chạy và Sen Long là người đi sai. Tỷ số được cân bằng 4-4 và chúng ta sẽ đến với trận chung kết của chung kết. Anh em xem video thì nhớ đừng quên bấm đăng ký kênh Chim Sẻ Nặng Official để giúp mình sớm có được nút bạc YouTube đầu tiên nhé.